Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bắp Bắp và phim ma bắp kể. Ngày hôm nay Bắp sẽ kể cho các bạn nghe một bộ phim ma của Trung Quốc và được phát hành ngay trong năm nay luôn là ngày 8 tháng 1 năm 2022 luôn. Phim mới tinh với những tình tiết cực kỳ hấp dẫn và đặc biệt là cái kết nó rất là hợp lý luôn. Vì vậy cho nên bắp khuyến khích là các bạn nên coi bộ phim này nếu mà các bạn không có thật sự quá sợ hãi với những cái công ma trong phim á thì các bạn nên coi bộ phim này để mà trải nghiệm hoàn hảo nhất nhưng mà cũng nói luôn á là dĩ nhiên là phim ma sẽ có những cái hình ảnh ma quái đáng sợ rùng rợn nữa vì vậy cho nên nếu mà các bạn vẫn không dám coi phim này thì bây giờ bắp sẽ kể cho các bạn nghe nội dung của bộ phim này nhé và chắc chắn bắp sẽ kể toàn bộ nội dung chi tiết của bộ phim này vì vậy cho nên nếu mà các bạn không muốn biết trước nội dung phim thì các bạn có thể tạm dừng video tại đây và bây giờ thì mời các bạn cùng với bắp và cùng với hai người nữa đi lạc vào Trấn Âm Dương. Bộ phim ngày hôm nay bác sẽ chia làm hai tập để kể. Và bây giờ thì không chừng chờ gì nữa, mời các bạn cùng với bác đi vào thị trấn Âm Dương. Cái Trấn Âm Dương này nó rất là quái dị. Nó quái dị cả về địa thế và nó quái dị cả về những điều bí ẩn ở bên trong trấn. Một cái trấn á, mà ba mặt giáp với núi, một mặt giáp với sông. Mà ba mặt giáp núi không có đường đi bởi vì đường rừng rất là hiểm trở. Một mặt giáp sông thì lại không có thuyền qua lại. Nó giống như là một cái trấn cô lập với thế giới ở bên ngoài vậy, không có ai người lạ đi vào trong trấn được và đặc biệt người trong trấn không đi ra bên ngoài được. Tuy nhiên, cái việc mà đi qua đi lại như vậy á không chỉ bị cản trở bởi địa thế mà còn bị cản trở bởi những thế lực tâm linh và những chuyện quái dị xảy ra bên trong trấn nữa. Nghe đồn rằng cái trấn này á có vào không có ra và hễ bất cứ người nào muốn thoát khỏi cái trấn này á đều chết. Vì vậy cho nên không ai bước ra khỏi trấn toàn mạng Lỡ như các bạn đi lạc vào trong trấn Thì phải ở trong trấn luôn nha Các bạn không được đi ra luôn Bởi vì hệ cứ đi ra là sẽ bị mất mạng Thế giới bên ngoài bao la rộng lớn Biết bao nhiêu là nơi đợi chờ mình đi du lịch tới để tham quan Thì tại sao chung vô cái trấn này làm chi Bởi vì cái trấn này á, có một cái câu nói là Trấn âm dương có vào không ra Tuy nhiên có hai anh chàng lại vô tình đi lạc vào trong trấn này Trước cái trấn là đã để một cái bản trình hình rồi Là người sống cấm vào Tuy nhiên hai anh này anh không có cố tình đi vô mà ảnh bị đi lạc. Một người tên là Diêm Vương Nhất và một người tên là Bảo Hồ Lô. Thì hai bạn nam này tầm bắp nghỉ khoảng 21-22 tuổi. Diêm Vương Nhất thì bề ngoài rất là sáng láng, đẹp trai, khỏe mạnh. Bảo Hồ Lô thì nhỏ con hơn một chút, người cũng rất là thon gọn, nhanh nhẹn. Tuy nhiên nhìn Bảo Hồ Lô thì người cũng giống như là cái tên đó các bạn. Có phần rất là nhí nhảnh và hoạt bát và bạn này có một cái mái tóc cũng rất là dễ thương Đó là tóc cái tô đó Là cái tô ụp lên trên đầu Xong rồi cắt nguyên cái máy ngố tròn doi như nè à, Và hai người này rất là thân với nhau Họ là hai người chuyên đi săn báu vật Mà các bạn nghe tới săn báu vật Thì chắc chắn là sẽ có những cái điều rùng rợn và quái dị xảy ra xung quanh họ rồi họ chuyên môn đi tới những cái nơi thâm sâu hiểm hóc để mà tìm báu vật bởi vì báu vật mà nó đâu có nằm ở bên ngoài lộ thiên cho mình lụm đâu mà phải đi vô rừng sâu để săn báu vật hoặc thậm chí nhiều khi họ phải đào mộ nữa đào những cái cổ mộ thấy những cái xác chết vì vậy cho nên những cái việc mà thấy xác chết nè hoặc là chứng kiến những cái sự kiện hoặc là nghe những cái câu chuyện ma quái họ nghe nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy hết lần này trong một lần đi săn báu vật họ đi ngang qua cái thị trấn đó nhưng mà họ chưa có đi vô họ chỉ đi ngang qua cái núi đó thôi thì họ thấy cái nơi này âm khí nhiều kiểu như là cái khí hậu ở đó có cảm giác bởi vì người trong nghề mà các bạn đi ngang qua là biết là chắc chắn ở trong đó sẽ có báu vật à, có thể là có nhiều cái con vật linh thiêng rồi trong người nó có mấy cái viên ngọc á ngọc quý từ những cái con vật đó hoặc là những cái món đồ báu vật được ẩn chứa trong cái khu vực đó cho nên họ đi vô cái rừng đó để họ tìm ai về đang đi thì họ bị ngã lăn nhào xuống một cái dốc tới khi họ tỉnh lại họ thấy họ đã ở trong thị trấn âm dương rồi. Bây giờ thì họ bị lạc đường rồi, thành ra họ cứ đi lãng vãng ở trong trấn. Thì ngay cái ngày đầu tiên á, vào buổi sáng họ vừa mới giật mình dậy á, họ đi ra khỏi cái khu rừng thì họ gặp một cái quán nước ở ven đường. Cái quán nước mà hay kiểu như giống bây giờ là quán trà sữa mà ngày xưa là quán trà thôi không có sữa đó các bạn. À, mọi người thường ở đó uống nước mát nè, sau đó là ngồi tám chuyện nói chuyện với nhau thì có một cái bàn đó có bốn người đang ngồi kể chuyện cho nhau nghe rôm rã lắm hai anh này mới lẻn lẻn tới nghe coi là họ đang nói chuyện gì bởi vì các bạn cũng biết mà người dân nơi khác tới chỉ cần đi tới mấy cái quán nước đông 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 của người địa phương á là mình nghe mình biết hết chuyện trong đó luôn hai anh này thì bác sẽ gọi tên tắt á là diêm và hồ lô diêm và hồ lô đi tới cái bàn đó có bốn người ngồi ở xung quanh hai người mới đứng nhìn nhìn coi là họ nói chuyện gì và nghe coi họ nói chuyện gì á thì bốn người này nói chuyện say sưa kể chuyện say sưa cho nhau nghe lắm cho nên không có để ý là có hai người lại đang đứng nghe mình kể chuyện bởi vì người ở trong thôn ở trong thị trấn nó cũng có nhiều đó người à người lạ vô trấn là biết liền nhưng mà bởi vì họ mãi mê say sưa kể chuyện cho nhau nghe thành ra không thấy hai người này có một cái người đó đang kể chuyện rất là hay rất là rôm rã người đó tên là Dương anh Dương này á thì ảnh kể chuyện hay đó nhưng mà ảnh cũng nổ hơi nhiều thành ra mọi người đặt cho ảnh một cái biệt danh là Dương bốc phét và kế bên Dương bốc phét nói chuyện á thì có một người làm cái nghề gọi là đánh cái mỏ trong trấn á các bạn tức là đêm đêm các bạn sẽ nghe cốc 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 beng rồi cái gì đó giờ tí canh ba gì đóng cửa cẩn thận đó nửa đêm á là sẽ có cái người đi gõ mỏ cứ tới giờ thì sẽ có người đi gõ mỏ trong thị trấn á thì cái anh đó gọi là vương nhị thực sự là cái nghề canh mỏ nghe có vẻ như là việc nhẹ nhưng mà lương cũng không cao các bạn mà anh này á thì anh lại bị tật ở chân cho nên mọi người mới gọi ảnh là, là vương nhị què ảnh làm cái nghề à, gõ mỏ vào ban đêm đó cạnh bàn còn hai người nữa nhưng mà hai người đó không quan trọng lắm cho nên mình cũng không cần phải biết tên anh dương anh ngồi kể chuyện cho ba người chung bàn uống trà với ảnh nghe thì thường thường kể chuyện ấy, thì còn chuyện gì nó hấp dẫn hơn là chuyện ma mà đặc biệt là chuyện ma xảy ra trong thị trấn mà họ ở nữa cho nên anh dương đã kể chuyện ma cho họ nghe anh ta kể lại rằng ở trong cái trấn á có duy nhất một cái tiệm không phải là duy nhất nhưng mà lớn nhất là một cái tiệm bán quan tài mà các bạn biết. Cái nghề bán quan tài á theo như người dân Trung Quốc mà ngày xưa à, câu chuyện này đang diễn ra ở trong cái thời dân quốc thứ 9 ở bên Trung Quốc. Thì các bạn biết người Trung Quốc người ta tin vào những cái chuyện tâm linh lắm. Họ nói là nếu mà nhà nào mà bán quan tài á là cũng kiểu phải cứng bóng vía dữ lắm và đặc biệt là phụ nữ á, không bao giờ có ai chọn cái nghề đó để làm kế sinh nhai hết. Tuy nhiên điều đặc biệt lạ lùng là chủ tiệm quan tài đó là một người phụ nữ, tên là Tam Cô. Anh Dương ảnh mới kể là thật ra Đúng rồi đâu có người phụ nữ nào muốn mở cái tiệm quan tài đâu Nhưng mà thực sự là số phận đưa đẩy để cho Tam Cô Trở thành chủ của cái chủ tiệm quan tài đó Chứ không phải là cổ chọn Tam Cô Chủ cửa tiệm quan tài đó năm nay tầm khoảng chừng 36-37 tuổi Bà ta không có chồng không có con gì hết Tuy nhiên có một cái người đệ tử Giống như là con nuôi Con nuôi của Tam Cô dạy cổ thương cái bé này lắm Bé đó tên là Hà Hoa Và bé đó năm nay tầm khoảng chừng 20 tuổi các bạn anh Dương này anh lại tiếp tục kể chuyện, anh nói là thực ra cái sự việc xoay quanh về cái cửa tiệm quan tài của Tam cô cũng rất là kỳ bí. 20 năm về trước cái cửa tiệm quan tài đó là của một người đàn ông. Trong một lần vô tình á, ổng đã cứu được Tam cô. Tam cô 20 năm về trước mà Tam cô lúc đó mới có 16, 17 tuổi thôi, mới lớn nhưng mà lúc đó không biết nguyên nhân vì sao mà Tam cô đi xong á, cô Tam cô xém xíu nữa là bị chết đuối thì hên là được chủ tiệm quan tài đó cứu sống sau khi cứu thì Tam Cô không có chỗ nương tựa thành ra ổng nhận Tam Cô về làm con nuôi. Sau đó là đưa Tam Cô về ở trong cái cửa tiệm quan tài đó rồi ổng nuôi Tam Cô luôn rồi Tam Cô thì phụ giúp những cái việc ở trong cái cửa tiệm quan tài. Anh Dương ảnh mới kể là Tam Cô kể lại cho anh nghe là ngày xưa có những cái sự việc kỳ lạ lắm xảy ra xung quanh cái tiệm quan tài. Các bạn cũng biết mà Tiệm quan tài là nơi bán một cái món đồ mà Người mua thì không bao giờ xài, mà người xài thì không bao giờ nhìn thấy được đồ mà họ xài bởi vì đó là cái quan tài mà. Vào một đêm của 20 năm về trước, có ba người đàn ông đi đến gõ cửa tiệm bán quan tài của họ. Thì lúc đó Tam Cô mới vào ở được chừng mấy tháng thôi. Người tiếp đón họ là cha nuôi của Tam Cô là người đã cứu sống cô ta. Ông ta đi ra mời ba người này vô trong nhà. Bữa đó là một hôm tối rồi, khuya rồi. Mà ở bên ngoài mưa giông gió giật Kinh hồn lắm Lúc mà ra mở cửa vô Thì cái ông mà chủ tiệm quan tài lúc bấy giờ Ông say say xỉn xỉn rồi Bởi vì trong cuộc đời của ông có thích nhất là hai thứ Đó là cờ bạc và nghiện rượu Cho nên lúc nào người ông cũng có men rượu hết Mà ông lại mê cờ bạc lắm Thì bữa đó ông nhậu cũng ngà ngà xỉn xỉn rồi Chưa có thật sự là quá cần câu không biết gì Nhưng mà ông cứ có cái men say ở trong người á Ông đi ra ông mở cửa thì thấy có người tới mua quan tài ông cũng mừng chứ là có khách hàng tới có tiền để cho ông đi đánh bài rồi thế là ông mời ba người này đi vô mà bên ngoài là trời đang mưa nha các bạn ba người này á không có bận áo mưa cũng không có che ô nhưng họ lại không bị ướt tuy nhiên cái ông chủ tiệm ông lại kiểu say say rồi ông không có để ý ông mời ba người đó đi vô trong nhà để mà bàn bạc khi mà ba người uh, ngồi xuống bàn rồi đó ông mới hỏi là ba vị khách quan muốn đặt quan tài như thế nào thì cái ông mà ngồi cạnh ba người có một cái ông ngồi gần cái ông chủ nhất cái ông đó mới nhìn ông chủ nhìn từ trên xuống dưới xong rồi mới nói mà ba người này mặt trắng bệt luôn nha các bạn không có một chút sức sống gì hết mặt cũng không cảm xúc luôn không cười không xả dao gì hết nhìn vậy nè dáng người cũng cỡ ông rồi một người khác lại nói rằng dùng cho mình thì chắc chắn là phải dùng đồ tốt nhất rồi rồi người kế tiếp mới tiếp lời là Nhưng mà cái cổ quan tài đó phải được sơn bằng sơn chu sa Khi mà cái ông chủ tiệm ông nghe Thì ông cũng mừng là có người tới để mà mua quan tài Tuy nhiên khi mà nghe tới sơn chu sa thì ông mới giật mình Bởi vì người ở trong nghề biết được rằng Quan tài mà sơn chu sa là dành cho những người chết bất đắc kỳ tử nhưng mà ở trong nghề cũng có một số điều cấm kỵ đó là không có được hỏi nguyên nhân của người chết tại sao lại mua cái quan tài á cho nên ông mới nói là ông sẽ coi coi là giá bao nhiêu, ông mới lấy cái xúc sắc ra để ổng xóc lên. Như bắp đã nói ông mê cờ bạc lắm, tới nỗi mà hành nghề ông cũng không có báo giá nữa các bạn, ổng sắc, ông sóc cái cái đó lên để coi được bao nhiêu nút là ông sẽ tính bao nhiêu tiền. Thì khi mà ông đổ ba cái viên xúc sắc đó ra là được khoảng chừng 100 đồng. Ông báo giá với ba người này là 100 đồng, chịu thì ông làm, chịu thì thôi. Ba người này gật đầu cái rụp luôn các bạn Không nói không rằng Móc túi tiền ra Quăng lên trên bàn một cái rầm Xong rồi kêu Trong cái bọc tiền á Có 30 đồng Chúng tôi đặt cọc trước 30 đồng 7 ngày sau sẽ quay trở lại Đưa cho ông tiếp 70 đồng còn lại Ông này ông nói trời khách gì mà sợp như vậy Không trả giá gì hết đưa cái rụp 30 đồng hồi xưa là lớn lắm các bạn Đưa một cái rụp 30 đồng liền Ông mừng chứ Thì lúc này ông cũng say rượu như bắp nói Ông có để ý ông thấy tiền là sáng mắt rồi ổng không để ý cử chỉ của ba người này rất là lạ họ ngồi trên bàn nhưng mà khi mà họ lấy tiền á họ như vậy nè lấy tiền ra đưa lên trên bàn thả cái bụp xong để cái tay xuống tức là mọi hành động của họ không hề không hề cử động như thế này mà luôn luôn cái tay cứ thẳng lên như vậy nè đó cứ vậy nè mà ổng không để ý cái ông chủ tiệm ổng xỉn quá ổng không thấy gì ổng cái để ý cái điều lạ thường này thì cái lúc đó tam cô của còn mới mười mấy tuổi á cổ trong nhà của mới hé cửa ra cổ nhìn thì cổ không biết là do cổ nhìn nhầm hoặc là tấp tháng trong bóng tối của nhìn không rõ tuy nhiên ở trong phòng á, là xài đèn cây, đèn dầu mà các bạn cho nên bóng của mình sẽ được in ở dưới đất khi mà tam cổ ở trong nhà hé cửa ra nhìn xuống dưới đất á thì thấy có mình bóng của cha nuôi cổ thôi còn ba người kia không có bóng cổ sợ quá của chung vô trong nhà của nằm tiếp của nằm ngủ tiếp đâu không dám hỏi hé gì hết riêng ở ngoài đây ông chủ tiệm ông lại tiếp tục tiếp đón ba người này. Sau khi đã thỏa thuận xong xuôi rồi ok, ông sẽ lấy tiền đặt cọc là 30 đồng. À, ba người kia bây giờ có thể rời đi rồi. Cái ba người kia mới nhìn nhau, một người mới nói là Bên ngoài trời mưa to lắm, không về được. Và một người khác là kiểu nói không cảm xúc như vậy đó các bạn. Hay là chúng ta lấy bài ra chơi đi. Hai người còn lại cũng đồng ý lấy bài ra chơi thì cái ông chủ tiệm ổng nghe tới bài trời ơi cái mắt ổng sáng rực luôn các bạn ổng ra ông nói vừa hai ba người thêm tôi nữa đủ bốn tay chơi bài luôn thấy ông vô ông đổ xuất sắc chơi đánh bài chung với ba người này chơi tới sáng chơi rồi mệt lã người rỗng ngủ quên luôn thì ba người kia đi lúc nào ổng cũng không biết luôn các bạn à, cứ như vậy ông chủ tiệm quan tài ổng chuẩn bị một cỗ quan tài được sơn bằng chu sa đàng hoàng để bảy ngày sau ba người kia sẽ quay trở lại lấy và trả tiền số tiền còn lại cho ổng thì khoảng chừng tới ngày thứ sáu thì sáng cái ngày thứ sáu đó Vô tình lại có một cái ông thầy bói ổng đi vô trong cái cửa tiệm đó Ông đi ngang, ông khát nước quá Thì ông vô, ổng xin miếng nước, ông uống Khi mà ông thấy ông chủ tiệm đi ngang lướt qua người ổng á Thì ông thấy cái ông chủ tiệm ấn đường đen thui Là sắp có nạn xảy ra là Cái kiếp nạn này là bị mất mạng chứ chẳng chơi Thì ổng kiểu như là thầy bói á Mà ông thấy như vậy mà ông không nói thì cũng cũng cắn rất lương tâm kiểu như mình cũng có duyên thì mình nên cảnh báo người ta ông mới kêu cái ông chủ tiệm lại ổng nói là Dạo này ông đi đâu Ông làm gì Cái ông chủ tiệm kêu Bắt mới thì tôi phải cho ông biết Thì ông thầy bói này á, Ông mới hỏi là Kiểu như là ông mới thuyết phục Mới hỏi là Ông nói cho tôi biết đi Dạo gần đây ông làm gì Ông có gặp người lạ phải không Ông chú tiệm á Ông nghe như vậy Ông cũng trả lời Ông nói là có 6 ngày trước tôi Có ba người tới đây để mà đặt quan tài Cái ông thầy bói ông nói là ba người đặt quan tài trong ban đêm hả Rồi Rì... Rồi họ còn nói gì hoặc là làm gì với anh ông? Ông chủ tiệm ông cũng nói thiệt luôn. Ông nói là, thì sau khi đặt quan tài thì tôi với họ cũng có đánh đánh bạc trượt, đánh bài với nhau. Ông thầy bói nghe tới đó rồi, cái ông thầy bói biết, ông nghe ông biết chứ lại ông nhìn cái ông này cái tướng số ông biết, ông mới nói với lại ông chủ tiệm quan tài là cái tên như anh đó cờ bạc trụ chè. Tại vì trong xóm là biết nhau hết các bạn. Ông thầy bói cũng biết cái ông chủ tiệm này cũng nghe tiếng ông này là cờ bạc thấy ghê lắm. Ông mới nói là. Trời ơi tôi không ngờ là anh là cái con nghiện bạc Cờ bạc như vậy đến cả người chết Mà anh còn dám chơi cùng người chết nữa Thì ổng mới nói thiệt luôn là bữa đó ổng chơi ổng được 30 đồng tiền đặt cọc á ổng chơi làm sao thu hết 9, 29 đồng luôn các bạn Còn còn lại còn đồng thôi Rồi hứa với mấy người kia là mấy bữa sau sẽ làm xong quan tài họ sẽ tới lấy Thì cái ông thầy bói mới nói với ông chủ tiệm là Lấy quan tài cái gì mà lấy quan tài đó là để dành cho anh nằm đó Họ sẽ tới lấy mạng của anh đó chứ không phải là lấy quan tài đâu thì khi mà nghe tới đây ông chủ ông cũng sợ Ông quỳ xuống ông vang xin ông thầy bói là trời tiên sinh ơi hãy cứu tôi đi Làm sao bây giờ tôi sẽ bị mất mạng tôi phải làm sao đây Ông thầy bói ông mới nói là Ông này sẽ chết ngay cái ngày sinh thần của ông Thì ngày sinh thần của ông là ngày mai cũng vừa đúng 7 ngày cái hiện mà mấy người kia tới lấy quan tài Chắc là tới lấy quan tài rồi lấy luôn xác á các bạn Cái ông thầy bói mới nói là anh sẽ chết ngay đúng cái ngày sinh thần của anh Ông mới nghe ông quỳ xuống, ông năn nỉ quá trời luôn À, năng năn nỉ là giúp ổng đi cái ông thầy bói mới nói là bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất là anh phải nghe theo lời của tôi đó là tối ngày mai á đừng có định nằm ngủ ở trên giường trốn ở dưới một cái cổ quan tài nằm ở dưới đó nằm dưới gầm quan tài á và tuyệt đối không có được rời đi không được bước ra bên ngoài cho tới trời sáng nguyên nhân là bởi vì chắc chắn là trong vòng 7 ngày đúng hẹn là họ sẽ đi tới để tìm để đoạt mạng của cái ông này à, bởi vì ông không biết ông đã mời ma vô nhà và thậm chí ông đã cờ bạc đánh bạc với ma 30 đồng mà họ đưa là ổng thua 29 đồng ổng còn giữ lại một đồng tức là cái mạng của ổng thôi nhưng mà 7 ngày sau họ sẽ đi tới họ lấy nốt luôn ổng tức là lấy luôn một cái đồng còn lại cộng với lấy chính mạng sống của cái người đã đánh bài chung với họ và nguyên nhân mà ông thầy bói kêu cái ông chủ tiệm bán quan tài là phải nằm ở dưới à, gầm quan tài là bởi vì những cái người chết bởi vì ba người kia là chết rồi và họ giống như là xác sống ấy cương thi giống vậy thì người của họ rất là cứng họ không thể nào di chuyển giống như là một người bình thường họ không thể nào gặp người xuống cho nên nếu mà ổng trốn ở dưới cái gầm quan tài á họ sẽ không thể nào cúi người xuống cái gầm quan tài nhìn và bắt ổng đi thì khi mà họ tới họ tìm không thấy ổng họ sẽ rời đi thôi thì đó là những gì mà ông thầy bói ông nói thì khi mà ông thầy bói rời đi qua ngày hôm sau cũng là một đêm mưa giông gió giật ông sợ ông ông chủ quan tài ấy, các bạn ông sợ ông run quá trời luôn ông nghe theo lời ông thầy bói là ông trốn ở dưới gầm một cái quan tài bởi vì tiệm có ông quan tài không à mà các bạn biết cái tiệm bán quan tài đâu chỉ bán mỗi quan tài đâu mà còn bán thêm mấy cái đồ đi kèm nữa là giấy tiền vàng mã nè nào nè ngựa, ngựa giấy rồi người giấy hình nhân bằng giấy đó chất đầy ở trong cái tiệm quan tài á đi vô thấy không gian nó âm u đã dậy ở bên ngoài sấm chớp giật gió giông giật thấy ghê lắm ổng đang nằm trốn ở dưới cái gầm thì ổng nghe thấy tiếng nói quen thuộc của mấy cái người mà hôm bữa chơi đánh bài với ổng. Cái gì mà cứ nói là không thấy, không thấy, cũng không thấy. Giống như là họ đang đi vòng vòng đó để tìm ổng các bạn. Ổng muốn trốn ở dưới ổng sợ ổng rung ổng rung cầm cập như vậy nè, ổng sợ ổng phải nhắm mắt lại luôn, ổng nhắm mắt ông không dám nhìn luôn các bạn. Tới hồi ổng ổng không nghe gì hết, tự nhiên đang nói không thấy, không thấy, không thấy thì ổng nghe gì hết. Chợt mới mở mắt ra nhìn thì khi ổng mở mắt ra nhìn á ông táo hỏi tâm tin luôn vừa mới mở mắt nhìn ra bên ngoài đập vô mặt ổng là ba gương mặt trắng bệt chuối xuống dưới đất tức là ba người bọn họ đang trồng chuối thay vì đi bằng chân thì họ đi bằng đầu á họ trồng cái đầu này của họ xuống dưới mặt đất và họ trồng chuối như thế này bởi vì họ đâu có gặp người lại được đâu ba người cả ba người các bạn tưởng tượng nha đây là ba cái đầu đó như vậy nè bợp đi bằng nhảy bằng đầu luôn thấy ghê không nhảy bụp 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 bằng đầu và lúc mà ổng mở mắt ra đập vô mặt ổng là ba cái đầu đang lật ngược như thế này nhìn ổng trầm 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 và cười kêu là tìm thấy rồi cho cái khúc đó bắp thoát tim thật sự nha các bạn nhìn nó cũng rất là quái dị mà như các bạn cũng biết cái cái từ bắp hay nói là gu sợ ma đó rồi đúng gu sợ ma của bắp luôn các bạn Trời, tự nhiên tới đó cái giật mình là các bạn thấy ghê lắm và sau đó thì nghe kể lại rằng có người đi ngang qua thấy ông chủ tiệm Ông cứ thơ thẩn từ ở trong nhà đi ra cái giếng rồi đứng lầm bầm nói chuyện với cái giếng. Tới sáng ngày hôm sau, người ta lại phát hiện ra xác của cái ông chủ tiệm quan tài á, chết ở dưới giếng. Cái đầu thì cắm ngược xuống dưới giếng mà cổ của ông á, còn bị cái sợi dây giếng nó quấn lại siết chặt cổ cho tới chết nữa. Để cái đầu thì cắm xuống dưới giếng. Và như đã được tiền đoán trước, cuối cùng thì ông ta sử dụng chính cái quan tài đã được ông ta chuẩn bị trước đó, sơn bằng chu sa, dành cho người chết bất đắc kỳ tử khi mà anh Vương kể lại cái câu chuyện về 20 năm về trước cho ba người cùng bà nghe thì cái anh Vương nhị què á ảnh không tin hai người còn lại thì tin răm rắp và các bạn nghe tới đâu là suýt xoa kêu là ghê gớm rùng rợn tới đó riêng cái anh nhị què ảnh làm cái nghề canh mỏ trong trong trấn mà ảnh đâu có sợ đâu ảnh là cái người mà nửa đêm nửa hôm người ta đang nằm ngủ thì ảnh phải đi vòng vòng cứ gõ mỏ rồi báo canh đó ảnh mới nói là thôi thôi đây mấy cái chuyện tà ma quả gì đó tôi không có tin đâu chính tôi nè tôi là cái người đi gõ mỏ hàng đêm tôi không có tin ba cái chuyện đó anh dương này anh mới gưng cổ anh kể lại nè anh vương nhị què chính tam cô đã kể cho tôi nghe đó còn anh anh có bằng chứng gì không mà anh nói là những cái sự việc đó không có cái anh vương nhị què anh mới nói là có bằng chứng tôi mới nói trời mấy ông này ông tám dễ sợ luôn các bạn ông mới nói là những gì mà anh nghe kể là tam cô kể cho anh nghe đúng không còn tôi là tôi chứng kiến tận mắt nhìn thấy tai nghe luôn đúng là tam sao thất bản thì chứ không biết tin ai luôn á các bạn anh vương nhị què anh mới nói là anh cũng biết là tôi làm nghề canh mỏ mà thì tôi là cái người thường xuyên đi xung quanh nhà xóm làng xóm chuyện gì xảy ra tôi biết hết tôi còn nhớ là 20 năm về trước Tôi có đi ngang qua cái chỗ bán quan tài đó Mà mỗi lần tôi đi ngang qua đó là anh biết tôi nghe gì không Nghe tiếng la hét, tiếng khóc lóc Của một người con gái vọng lại Mà trong đó có một mình ông chủ tiệm quan tài Ở với lại cái con gái nuôi của ổng thôi thì không biết chuyện gì xảy ra tôi chỉ biết là tôi nghe tiếng của tam cô rõ ràng là tam cô hồi 20 năm về trước tôi nghe tiếng của tam cô cứ khóc lóc phát ra từ trong đó rồi nghe tiếng đánh đập thêm vào đó nữa có một đêm tôi đi gõ canh đi ngang qua tiệm thuốc thì tôi rình được à không tôi cũng có rình tôi thấy được tam cô mua thuốc phá thai một người phụ nữ chưa có chồng mà mua thuốc phá thai anh thấy lạ không anh thấy có kỳ lạ không tôi chắc chắn một điều rằng thì khi mà ông Vương Nhị Què nói tới đây á ba người kia chăm chú nghe thì hai cái anh mà hồi nãy bắp nói với các bạn á là Diêm và Hồ Lô cũng kiểu bên ngoài nhiều chuyện các bạn chuyện gì chuyện gì chắc chắn chuyện gì anh Vương Nhị bên mới nói là tôi chắc chắn rằng ủa mà hai người là ai vậy bốn <laughs> người đang nói chuyện xây xưa quay lên thấy hai thằng lạ quắc trong làng các bạn mới quay lên kêu ủa hai đứa bay là ai vậy nãy giờ nghe đứng đây nghe chuyện tỉnh quèo vậy cái hai anh này mới cười hai anh mới nói là à, tụi tôi đi lạc cũng kể là họ làm nghề gì rồi tại sao lại đi lạc vô trong cái trấn này sau khi biết là họ cũng vô tình đi vào bên trong trấn á, thì cái ông vương nhị què ông mới đứng lên ông tính tiền ông bỏ đi ông mới nói là lại thêm một người nữa rồi sau đây thì ông rời đi khi mà ông rời đi thì hai người kia cũng chung vô bàn ngồi ờ, à, hai người kia mới hỏi là ủa ông nói vậy là cái ý gì cái à, anh dương á anh dương bốc phốt ấy ông à, phải dương bốc phét chứ không phải dương bốc phốt <laughs> anh dương bốc phét ấy anh mới nói là cái thị trấn này ba mặt giáp núi một mặt giáp sông núi không có đường sông không có thuyền hai anh tới đây thì cũng là có duyên rồi tuy nhiên hai anh không biết được một điều là thị trấn này có vô nhưng mà không có ra được ý ông nói là vậy đó tức là có thêm người là trong trứng có thêm người ở đó là hai người này vô đây là phải ở lại đây luôn chứ không ra được mà có ra thì cũng vong mạng chết không có toàn mạng trở ra đâu hai người này nghe tới đây cũng tò mò hỏi là tại sao chuyện gì chuyện gì mà kỳ lạ vậy ngồi xuống lại nghe tiếp tục nghe anh dương anh kể chuyện tiếp anh mới nói là thôi hai người mới tới ngồi xuống đây để tôi kể cho nghe chuyện này là xảy ra ở trong cái thị trấn trong trấn là ai cũng biết mấy cái chuyện này hết trơn á thì cái chuyện hồi nãy á, là chuyện của tam cô thì anh dương này anh cũng thân thân với tam cô tam cô kể cho ông nghe thôi còn những cái chuyện sắp tới mà anh dương sẽ kể cho hai người này nghe là những cái chuyện mà trong trấn ai cũng chứng kiến hết anh dương ở mới kể là mấy người vô đây ở ở luôn thì được Chứ đừng có muốn, đừng có cái tâm là đi ra khỏi cái trấn này Bởi vì hệ khởi tâm đi ra khỏi trấn là sẽ gặp chuyện Khi mà mấy anh bắt đầu tìm đường đi ra khỏi trấn Thì chắc chắn sẽ gặp quỷ sự xảy ra Có thể là sẽ dẫn đến mất mạng Nói có sách, mắt có chứng Có một người tên là Đại Khuê Ở trong cái trấn phía Tây Anh Đại Khuê, anh làm nghề thợ rèn thì khi mà cái trấn giấy lên cái tinh đồn đó là nguyên một cái trấn bị nguyền rủa hễ mà ai rời khỏi trấn á là sẽ bị tử nạn cái anh đại khuê này anh không tin, anh làm người thợ rèn thì quanh năm suốt tháng anh làm việc với lại rèn với sắt với lửa và một người rất là mạnh khỏe cứng cỏi các bạn cũng biết mấy cái người rèn dao rèn thép đồ tinh thần của họ cứng lắm, họ không có tin mấy cái chuyện đó thì bữa đó anh nhất quyết là phải rời khỏi trấn, anh không mua trong cái trấn này nữa, mọi người khuyên nói là chỗ cái trấn này đang bị nguyền rủa anh đừng có đi, anh không tin anh nói là đừng có ai cản tôi hết, sau đó là anh quơ đồ anh chuẩn bị đồ đẹp anh nói là ngày mai tôi đi cho mấy người coi. Mọi người cũng khuyên can các thứ Nhưng mà anh không nghe Thấy không khuyên được mọi người đi về Qua ngày hôm sau Thì anh cũng đi thiệt các bạn Nhưng mà anh đi đời á Là anh đi xuống Diêm Vương á Họ không thấy ảnh ở đâu á Thì là bà con làng xóm đi vô coi Coi là ảnh đi chưa Họ cũng tò mò Khi đi vô nhà của anh Đại Khuê Thấy ảnh chết nhắc rồi Cái đầu của ảnh cắm Anh chết mà cái đầu cắm vô trong cái đầu, cái lò rèn á các bạn Các bạn biết là cái lò rèn Nó rất là nóng để nó nung chảy sắt Nung chảy thép ở trong Mà ảnh cắm cái đầu của ảnh vô trong đó không biết nguyên nhân vì sao có thể là tối á ảnh mơ mơ màng màng á đi rồi thọc cái đầu vô trong cái lò rèn chết ngắt luôn đó là một trong những cái chết của những người muốn đi ra khỏi trấn kế tiếp một người tên là tam thái ở thôn phía đông của trấn âm dương anh tam thái này á ảnh làm nghề thợ mộc ảnh hay lên rừng ảnh chặt củi chặt cây về rồi xài rồi bán cho những cái người ở trong trấn á thì hôm đó anh cũng rời đi anh cũng nói với mọi người là anh đi lên rừng anh chặt cây thôi anh nói anh nói là như vậy nhưng mà trong tâm của anh á thì anh muốn trốn đi kiểu anh giấu không cho ai biết hết tuy nhiên giấu người được chứ đâu có giấu thần giấu phật giấu quỷ ở trong trấn được qua mấy ngày sau người ta phát hiện ra xác của anh này chết ở trong rừng mà đặc biệt người đang yên đang lành đang sống sờ sờ ra đó tự nhiên bị quy một cái cành cây đâm ngang người mà cái cành cây đó đâu có thấp đâu các bạn nó cao nó treo leo trên vên ở trên núi gì đó tự nhiên bị đâm xuyên chết ngay cành cây đó nếu mà vẫn chưa tin thì vẫn còn có một cái chết khác của một người tên là mãn thương anh này làm nghề đánh cá và anh anh sống ở cái thôn phía bắc à, của thị trấn âm dương hôm đó anh chèo thuyền đi đánh cá mà anh cũng muốn trốn ra khỏi cái trấn đó rồi khi mà chèo thuyền đi á anh tính chèo ra bên ngoài thị trấn luôn hôm đó trời trời trong mây tạnh không hề có sóng có gió có mưa gì hết rất là yên bình luôn vậy mà chèo thuyền ra giữa sông cái thuyền lực ngang à các bạn lúc mà thuyền lực á thì các bạn cũng biết là mấy cái người đánh cá họ bơi rất là giỏi làm sao mà chết đuối được đúng không nhưng mà người ta lại tìm thấy xác của ảnh chết đuối ở dưới sông mới chê chứ dớt xác lên là ảnh bị chết đuối á người ta mới đồn đại với nhau rằng rất có thể là ảnh đã thấy một cái điều gì đó rất là khủng khiếp ở dưới đáy sông có thể ảnh thấy rất là nhiều vong hồn vứt vưởng rất là nhiều cái xác nằm trôi lên bền những cái vong hồn đó chết ở dưới sông và không thoát ra khỏi được thị trấn này nó hiện lên ở lãng vãng ở dưới cái bờ sông khiến cho anh ta hoảng sợ và không có bơi lên trên bờ được có một số người đồn đại rằng có thể anh ta bị kéo dò cho nên anh ta bị chết đuối ở dưới sông mặc dù anh ta bơi rất là giỏi nhưng mà ngày hôm đó họ không chỉ vớt được cái xác của ảnh họ vớt được xác của một người phụ nữ khác thì có thể là ảnh bỏ trốn cùng với người phụ nữ này và người phụ nữ này lại là vợ của một người đàn ông khác như vậy là các bạn cũng hiểu rồi không là hai người này tằn tiểu với nhau xong rồi cố gắng muốn bỏ ra bỏ trốn khỏi thị trấn để cùng với nhau cao chạy xa bay nhưng mà cuối cùng là bị chết một cách rất là bí ẩn như vậy thì cái người mà đi chung với cái anh đánh cá là vợ của một người bán thịt heo anh ta tên là tôn béo ảnh là một gã đồ tể ảnh giết heo và ảnh quay mấy cái con heo quay rồi ảnh bán cho người dân ở trong ở trong trấn thì khi mà mọi người dớt xác của cái anh đánh cá lên rồi phát hiện ra xác của vợ ổng ổng bị điên điên khùng khùng luôn kiểu bị sốc á là bị ngày xưa kiểu bị con đàn ông mà bị cắm sừng á là cảm thấy rất là nhục nhã thì ảnh cũng nhục cũng ảnh kiểu cũng quê cũng sốc nữa ổng cũng bị điên điên luôn ổng muốn ổng nói chứ ổng sẽ rời khỏi trấn này luôn kiểu bị quê á các bạn giống vậy á ảnh còn cầm theo cái anh tôn béo á ổng còn cầm nguyên một cái dao chặt thịt Ông đi ra, ông nói là không có đứa nào cản tao hết Tao đi, tao rời khỏi thị trấn này Đứa nào cản tao, tao chém chết đứa đó Thì qua ngày hôm sau các bạn cũng biết Không còn thấy anh Tôn Béo nữa Mà chỉ phát hiện ra xác chết của anh thôi Mà lần này lại còn khủng khiếp hơn nữa Họ tìm thấy xác chết của anh Nằm trong cái lò quay heo ổng có nguyên một cái lò quay thịt heo mà to ấy là to giống như một cái phòng để quay luôn á các bạn bỏ heo vô trong đó xong rồi đóng cửa lại là trong đó là nguyên một cái lò tứ phía phun lửa ra để quay con heo để cho thịt nó thật là giòn thật là thơm ấy thì phát hiện ra xác của ổng nằm trong cái lò quay heo đó khi mà phát hiện ra là thịt của ổng cháy vàng ươm mà mỡ nó tươm ra nghe mùi mỡ rồi thích rất là khủng khiếp mà người ta còn nói là hả heo và ổng á nhiều khi khi mà lửa nó cháy như vậy á va vào trong nhau rồi thịt á nó quyện vào trong nhau tức là con heo và ổng dính vào nhau luôn á các bạn không tách ra được luôn á trời ơi khủng khiếp bởi vậy cho nên anh dương mới nói với hai người kia nói với diêm và Hội lô là hai thằng bay ở đây được ở đây luôn đi con đừng có mà muốn đi ra ngoài lỡ đi lạc vô trong trứng rồi á thì tìm một cái thôn nào đó mà ở thôn đông tây nam bắc nào đó cũng được chỗ nào làm ăn cũng được hết ở đây luôn lập nghiệp kiếm vợ sinh con rồi định cư ở đây luôn đi chứ bị đừng có ý định mà rời đi rồi đi là chết đó đừng có nói trước là 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 tao không có nhắc nhở diêm và hồ lô như bắp đã nói là họ làm nghề trộm báu vật nghe biết bao nhiêu là chuyện quỷ sự rồi mà họ có bao giờ gặp đâu cho nên khi mà nghe như vậy họ cũng cười cười gật gật đầu thôi các bạn cái anh dương này anh mới nói tiếp anh mới nói là trời chưa tin hả còn một cái câu chuyện nữa chưa hết đâu quỷ sự vẫn còn mà ở trong trấn có một người thầy giáo mọi người gọi là thầy lã tu nhân các bạn biết mấy cái người thầy giáo người ta học rộng và người ta không có tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan thì cái ông lã tu nhân này ông không có tin ông thấy hả nhiều cái chết xảy ra và bắt đầu người dân trong thị trấn nói về những cái chuyện ma quỷ tung tin về ma quỷ như vậy á ông mới làm lên nên một cái cuộc giống như là tạo nên một cái cuộc khởi nghĩa vậy đó ông phát tờ rơi và ông đi khắp nơi ông nói là hả À, cái gì mọi người đang tuyên truyền mê tín dị đoan à, những cái quỷ sự không bao giờ có những cái chuyện quỷ sự như vậy những cái sự việc đó à, là do người gây ra không có phải là do quỷ gây ra rồi ổng phỉ bán thần linh giống vậy á ổng kêu gọi mọi người là đừng có mũm mỹ như vậy đừng để cho người ta dắt mũi à, bị như vậy là bị ngu Ông nói hết mọi người ổng đi hả cứ mỗi ngày ổng nói hết tất cả mọi người là là không có được tin vào bắt cái chuyện mê tín dị đoan như vậy những cái đó không có thật làm gì có chuyện mà quỷ sự xảy ra làm gì có chuyện mà quỷ giết người ma giết người ông thầy giáo lã tu nhân ổng nói được mấy bữa như vậy á thì vào một ngày nọ người ta lại thấy ổng bị chết xác của ổng phát hiện là đang quỳ trước miếu bà bà mà đặc biệt cái chết của ổng quỷ dị hơn những người khác rất là nhiều Những người khác còn có chích núi, chích thiêu Bị cây cắm vào chết được cái thứ Nhưng riêng cái ông thầy giáo này chết bí ẩn hơn Là thấy á, lúc mà phát hiện ra ổng mới là xác của ổng đang quỳ trước miếu bà bà Mà cái đầu của ổng thì cắm xuống dưới đất Đặc biệt là cái đầu của ổng cắm xuống một cái lỗ Giống như là ổng đã đào sẵn cái lỗ đó Rồi ổng cắm đầu xuống dưới cái lỗ đó Sau đó ổng lắp đứt lại để cho ông chích ngợp đó các bạn thấy là cái chết nghe nó dị nó quá dị rồi đúng không có người nào mà tự đào cái hố xong mà đập cái đầu mình xuống rồi lắp cái đất lại để cho mình chích ngợp ở trong hố trong khi nửa cái người thân còn lại ở bên ngoài vẫn còn đang quỳ đó các bạn tức là quỳ cắm đầu xuống dưới đất đó thì sau khi mà ổng chết bắt đầu mọi người lại càng khủng khiếp hơn nữa không ai dám phỉ bán thần linh luôn bởi vì họ sợ là sẽ phạm thượng sẽ bị chết khi mà anh Dương đang kể chuyện cho hai người nghe tới đó thì có một cái ông điên à, trong xóm có ông điên ông chạy lại ông cầm cái cây ông gõ và ông đọc một cái bài vè Đại khái ý nghĩa bài về của ông nói là Trấn âm dương nhiều chuyện quái dị Là âm mưu hay thật hay giả Có người chết thảm người thân đau Người thì hóa điên người hóa dại Bên trong tiệm quan tài Ma giả ma thật đâu ai biết Thật giả dạ khó đoán đều mất mạng Cả làng từ đó hết thảy hoang mang Vậy thì mày đoán thử xem ai là kẻ xấu Rồi ông cứ đọc cái bài về đó Các bạn đã để ý là bài về nó là như vậy Ông cứ đọc Chạy im dòng ông đọc vậy đó Diêm và Hồ Lô chỉ khó hiểu nhìn nhau thôi chứ đâu biết nói gì đâu Thì sau khi đã nghe xong chuyện và nghe xong lời khuyên rồi mọi người cũng giải tán Diêm và Hồ Lô hai anh chàng này chạy vào trong thị trấn thì thấy thị trấn hả Khác với những gì mà họ suy nghĩ là ồ trời chắc là điều hiu rồi buồn tẻ lắm Nhưng không thị trấn rất là tập tấp nập người nha các bạn Đông vui lắm à, Giống như là một cái phố đi bộ vậy đó mọi người rần rần ra bán hàng à, Tấp nập đông vui rồi có rất là nhiều cái lạ nào là bán hồ lô bán kẹo rồi bán những thứ mà họ chưa từng thấy ở những cái trứng khác luôn vui hơn họ tưởng tượng luôn họ mới nói trời, nếu mà ở đây cũng được chứ đâu có sao họ đang chạy đang vui vẻ như vậy á thì họ thấy một cái hàng bán thịt bán thịt lợn có một cái anh đó anh đang đứng anh chặt thịt anh bán cho mấy người khác khi đi ngang qua cái quầy thịt lợn đó tất cả mọi sự chú ý của họ va vào trong cái thớt chặt thịt lợn thì anh đó anh sử dụng một cái gốc giống như một cái gốc cây á các bạn ảnh kê ở dưới ở trên thì anh chặt thịt lợn Diêm và Hồ Lô mới tới lưng la hỏi chuyện Hai ảnh mới uh, lấy tiền ra Anh Diêm á, ảnh mới lấy ra 50 đồng 50 đồng là lớn lắm á anh mới nói với cái anh bán thịt lợn là Bây giờ tôi muốn mua hết thịt lợn mà anh đang bán Tôi mua luôn cái tấm thớt mà anh đang xài Cái anh bán thịt lợn này á Anh mới nói chứ Anh mua thịt lợn thì tôi bán được Chứ tấm thớt này tôi không bán được bởi vì nói thật với anh tôi đâu phải chủ đâu tại vì hai diêm và hồ lô cứ nghĩ là ổng đứng đó ổng bán ổng là chủ nhưng mà không phải ông cái ông bán thịt heo á ông mới nói là chủ tiệm này á chết rồi là cái ông mà hồi xưa bị quay bị phát hiện ở trong cái lò quay heo á các bạn là ông chết rồi thì từ khi mà ông chết á toàn quyền ở đây thuộc về tam cô cho nên bây giờ tam cô là chủ ông dạng như là nhân viên đứng bán đồ thôi cho nên muốn mua đồ ở đây á thì phải hỏi qua ý của tam cô khi mà nghe tới tam cô thì hai người này nói là ủa cái tên này nghe cũng quen quen hình như nghe đâu rồi diêm mới ngờ ngợ ra là ủa tam cô tam cô nghe quen quen thế là hồ lô mới nói hồ lô mới nói là tam cô cái cái bà cái bà cái bà chủ tiệm quan tài chỗ cái bà mà nửa đêm đi mua thuốc phá thai đó vừa mới nghe hồ lô nói là cái bà tam cô là cái bà nửa đêm đi mua thuốc phá thai ấy. ở đầu có nguyên một nửa cái bánh bánh bao á các bạn đang ăn dở trời thắng vô mặt của hồ lô luôn một cô gái xuất hiện một cô gái này rất là trẻ tầm khoảng chừng 20 tuổi thôi nói là ban ngày ban mặt ăn nói hàm hồ mày không có mẹ dạy sao mà ăn nói hàm hồ vậy đồ mất dạy kiểu chửi vậy thì khi mà bị trọi nguyên rồi cái bánh vô trong mặt như vậy hồ lô kiểu tức các bạn quay ra mày muốn cái gì mày chết với ông mày à, mà thôi không sao không sao phụ nữ không đánh phụ nữ thật ra không phải ông đánh phụ nữ đâu các bạn mới đầu ông hồ lô ông làm sần sổ làm thấy ghê lắm nhưng mà quay qua thì thấy đằng sau lưng của cái chị gái đó đó là quá trời thanh niên lực lượng xuất hiện luôn những cái người nam ở trong trấn xuất hiện à, mới nói là chứ à, hà hoa hai thằng đó ăn hiếp em phải không hai thằng đó ăn hiếp cô phải không để tụi tôi xử đó cho là kiểu như là mấy người dân á ở trong trấn thương rất là thương yêu nhau luôn á hai đứa này lại là lạ mặt tới trấn nữa sao mà dám ăn hiếp người trong trấn hào hoa nói là không sao mấy chuyện này em xử lý được mọi người yên tâm cái hào hoa mới tới hỏi chuyện gì xảy ra anh bán thịt heo anh mới nói thiệt là hai cái thằng này nó muốn mua hết thịt heo nó đưa năm chục đồng ba à, chục đồng là mua thịt heo còn hai chục đồng là mua tấm thớt cái hào hoa mới nói <laughs> cái gì hai chục đồng mua cái tấm thớt rách nát này hả hai thằng này nó có bị điên không vậy thế là diêm và hồ lô mới giả dạ điên mới nói là ừ thì tụi tôi có sở thích quá vậy mà tụi tôi thích sưu tầm mấy cái đồ mà gỗ quý hiếm nhà tôi thích chân trí thích trang vậy đó. thích trang trí vậy đó hà hoa cũng là một cô gái rất là thông minh nha các bạn hà hoa mới nói là làm gì tự nhiên bỏ ra hai chục đồng mua cái tấm thớt này chắc chắn là có vấn đề tại tấm thớt nó to to đùng như nè hà hoa đi tới chỗ đó và quan sát xung quanh tấm thớt thì thấy tấm thớt chặt thịt nha nhưng mà bề mặt thì nó rất là sạch sẽ ở bên đây là có một cái thao để đựng nước á mỗi lần mà chặt thịt xong thì bỏ qua để mà rửa dao cho nên cái thao đó nước nó pha với máu nó loạn loạn thấy ghê lắm hòa hoa mới lấy một cái gáo nước xong rồi tạt vô trong tấm thớt khi mà tạt nước vô trong cái tấm thớt á thì tất cả cái nước á nó bị hút vô trong tấm thớt rất là nhanh giống như là nó thẩm thấu vô trong tấm thớt luôn rồi thấy khô thoáng không thấy nước gì hết thế là hòa hoa mới nói là tấm thớt này chắc là có điều kỳ bí cho nên cưa ra coi là bên trong có cái gì hà hoa mới kêu mấy cái người thanh niên lực lưỡng ra cưa tấm thớt ra làm hai thì trong cái quá trình mà cưa thớt á diêm và hộ lô la quá trời luôn cái cô bị điên hả báo vật đó đừng có cưa ra cưa ra như vậy á, hay là là mất hết báo vật cái đồ mà gì phá da cái đồ mà phụ nữ không biết gì hết trơn la khóc lóc quá trời luôn hà hoa ở đây nghe nhức đầu chứ các bạn kiểu là tấm thớt này của tôi tôi muốn làm gì tôi làm tôi không bán cho mấy anh đó Bây giờ mấy anh còn nói nếu mà một hồi cưa thớt xong rồi tôi tới tôi may miệng mấy anh á hai anh kia nghe xong nghe tới đó là sợ quá im im không dám nói gì luôn thì khi mà đã cưa xong cái tấm thớt rồi á hà hoa mới đi tới nhìn thì ở, ở giữa tấm thớt là nguyên một cái lỗ hỏng trống trơn ở trong các bạn giống như là ở trong nó rỗng nó rỗng ruột đang chăm chú nhìn ở trong á thì từ ở trong có một cái con rết nó bò ra bên ngoài lúc này may mắn là diêm chạy tới hất hà hoa ra kịp chứ không là bị con rết nó bay lên trên người nó cắn rồi mà con rết nó thành tinh nha các bạn con rết đó nó to lắm nó to bằng cả một người luôn á một con người luôn á nó phóng và nó định bỏ chạy thì khi này diêm mới lấy cái con dao chặt thịt và chọi vô trong cái con rết đó cắt nó ra làm hai chết tại chỗ con rết nó xác nó dài ngoằng dài bằng một cái cái cơ thể của một con người luôn mà thì khi mà con rết chết rồi á mọi người mới đi tới nhìn diêm à, vương và hồ lô chạy tới chỗ mà con rết bị chặt đôi ra thì người của nó rớt ra một cái viên ngọc thế là diêm mới cầm cái viên ngọc đó lên quan sát và nói là củ quý, củ ý hà hoa chạy tới và giật cái viên ngọc đó hà hoa nói là cái này là cái gì hai người kia mới nói là đá đó vô dụng thôi thúi lắm giục đi giục đi giục đi giục đi 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 hồi lâu kiểu giục đi đá thúi lắm đá tự con này dư ra mà chỗ mấy cái đồ đó chẳng có chả có giá trị gì đâu hà hoa nhìn sắc mặt của hai người kia rồi bảo tin lời mấy anh hả bây giờ viên ngọc này là của tôi rồi xong rồi hạ hào bỏ đi khi mà hoa bỏ đi rồi á ờ à, đúng tên hoa luôn các bạn khi mà hoa bỏ đi rồi á hai người này dí theo kêu là bán lại viên ngọc đó cho họ đi họ sẽ trả giá mua lại hoặc là xin lại viên ngọc với các bạn kiểu như là viên ngọc quý lắm và họ muốn lấy lại cái viên ngọc đó thì đó là việc mà diêm và hồ lô đang cố gắng chạy theo hà hoa và năn nỉ là hoa ơi trả lại cho họ miếng ngọc Quay trở lại về trong trấn thì chúng ta biết được trong trấn có một người phụ nữ nghe có vẻ rất là quyền lực và có rất là nhiều điều bí ẩn xoay quanh về người phụ nữ đó gọi là Tam Cô. Là một người phụ nữ nhưng mà lại là trưởng quản, là chủ của một cửa tiệm bán quan tài, thậm chí là có một số chi nhánh ở bên trong cái trấn đó nữa. Nhưng mà có một người cao hơn cả Tam Cô và rất là nhiều người kính nể đó là trưởng trấn. Nghe tới trưởng trấn là thấy ghê rồi đúng không? <laughs> Mọi người đều nghe theo lời của ông này và rất là ngưỡng mộ ông này bởi vì thấy ổng có vẻ như là hiền lành và đức độ. Đối với những người giống như là người điên nè, hoặc là những người mà ăn mày ăn xin gì đó thì ổng cũng đối xử rất là tốt. Bữa đó trưởng trấn mới dẫn con gái của ổng, con gái của ổng á tên là Tiểu Nhã, ổng dẫn Tiểu Nhã đi dạo vòng quanh trấn. Khi mà ổng đi tới đâu là người ta chào ổng tới đó ờ chào trưởng trấn hoặc là chào tam gia người, mọi người gọi ổng là Tam Gia cho các bạn chứ không phải là Tam Cô Tam Cô là cái bà khác còn ổng là Trưởng Trấn Có người thì à, chào Tam Gia, có người thì chào Trưởng Trấn Mọi người rất là cung kính lịch sự lễ phép với ổng Ổng vừa đi, ổng vừa mới nói chứ Đó, con gái, thấy cha chưa? Thấy quan hệ của cha tốt chưa? Thấy mọi người kính nể cha chưa? Tiểu Nhã là một người tiểu thư mà chúng ta cứ nghĩ là hiền diệu đúng không? Nhưng không, các bạn bắt cục xúc lắm. Bà rất là đàn ông luôn á. À, và rất là hiện đại nữa bởi vì cái lúc đó đang là thời dân quốc. Bởi vì cái bối cảnh là thời dân quốc và cái cô nhã này á mặc dù làm trấn không ra được bên ngoài nhưng mà cổ vẫn biết được thông tin á cho nên cổ rất là hiện đại cổ bận đồ ha rất là tây bận đầm luôn chứ không phải là bận sườn xám hoặc là bận những cái bộ đồ truyền thống của trung quốc cổ bận cổ cô... cắt tóc ngắn nè uống tóc nè đội nón rồi bận nguyên một cái đầm gì đó đi dạo phố cùng với cha của mình tiểu nhã mới trách cha tiểu nhã nói là cha có thường xuyên đi chơi với con đâu đâu có đi dạo phố với con đâu ông trưởng trấn á ông mới nói là con cũng biết cái trấn này, việc lớn, việc nhỏ gì cha cũng xử lý hết. Làm sao mà có nhiều thời gian được. Thế là Tiểu Nhã giận các bạn. Tiểu Nhã nói là, thôi đi với cha một hồi nữa thôi, con có hẹn rồi. Ông lại trách, ông trách con là, con đừng có đi hẹn mấy cái đứa mà ăn chơi lêu lỏng, không có nghề nghiệp gì hết nha. Tiểu Nhã nói là, đâu, con đâu có hẹn mấy thằng đó đâu. Con hẹn Hà Hoa. Ông nói là, vậy thôi mày hẹn mấy thằng đó đi. Mày hẹn mấy thằng đó còn đỡ hơn mày hẹn con Hà Hoa. Mày biết nó làm đâu không con? Nó làm trong cái tiệm bán quan tài Nơi mà nhìn sát người chết Nhìn mặt người chết còn hơn Cái số lần mà nhìn mặt người sống nữa Nghĩ sao mà đi chơi với con đó Xui lắm con Đừng chơi với con đó Tiểu nhã mới nói là thôi đi Chơi với người này cũng được Chơi với người kia cũng không được Thôi 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 cha muốn đi đâu đi đi con đi đây Thế là chạy tới chỗ hiện với Hà Hoa Trong khi á ổng kêu kêu con nhỏ lại Mà con nhỏ nó không nghe khi mà ông tam gia ổng đang cố gọi con gái ổng thì quay qua quay lại ổng lại va trúng phải cái ông điên khi mà ông điên bị cái ông tam gia va trúng và té xuống á ông đi nhìn vô mặt của ông tam gia cái tự nhiên ông hốt hoảng ông la lên ông kêu ba 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 sau đó ông công về ông bỏ chạy cái lúc đó ông tam gia ông cũng muốn đỡ ông điên dậy nhưng mà ông đã sợ quá ông bỏ ông chạy mất tiêu rồi có ông bán cửa hàng xung quanh đó ông đi tới ông mới nói là thôi đi tam gia ơi kệ ông đi ông bị điên mà lo chi ông điên rồi ông còn bẩn thỉu nữa tam gia lo cho mấy người đó đi làm gì cái ông tam gia này ông nói với ổng thì tất cả người dân ở trong trấn này ai cũng như ai thôi tất cả mọi người á đều rất là quý trọng và ổng sẽ chăm sóc cho tất cả người dân ở trong trấn. Thì nghe có vẻ như ổng là một người rất là hiền từ nè, giống như là một người trưởng quản trấn rất là đáng tin cậy. Quay trở lại về tiểu nhã, tiểu nhã đi lên một cái quán nước gần đó, bởi vì tiểu nhã đã có hẹn với Hà Hoa hai người sẽ uống nước và nói chuyện với nhau bởi vì bạn bè chơi cũng thân á. Lúc mà tiểu nhã tới á thì Hà Hoa chưa có tới. Hà Hoa đang bận gặp chuyện của hai cái người kia cho nên tới trễ. Tiểu nhã tới trước ngồi xuống bàn đợi thì cạnh cái bàn kế đó là cái bàn của cái anh Dương bốc phét đó các bạn ảnh ngồi ảnh lại nói chuyện ảnh lại kể chuyện tầm phào cho mấy người khác nghe ổng ăn ăn no rảnh rỗi đi vòng vòng kể chuyện cho người ta nghe vậy đó thì khi mà thấy bà tiểu nhã này bảo bước vô mấy cái người xung quanh mới kêu anh 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 nhã kìa nhã kìa ông này ổng mê ổng mê bà tiểu nhã lắm các bạn cạnh đó có nguyên một cái hũ mực ong ông lấy cái hũ mực ong ra ông vuốt vuốt lên trên tay Xong vuốt lên trên tóc kiểu như là vuốt tóc cho gọn gàng bóng ngon nghĩa đi, đi đi tới cô cô gái á thì vừa mới vuốt tóc lên là ông nó bay tới nó bay tới xong ông đuổi mấy con ông bay đi rồi ảnh mới đi tới chỗ bàn của tiểu nhã ảnh mới <laughs> tiểu nhã bên đây bà tiểu nhã kiểu cút anh dương á cái bạn. ảnh kiểu ok cút đi thế là ảnh một mạch công đầu bỏ chạy bỏ chạy đi về bài không dám nói tiếng thứ hai luôn các bạn bởi cút mà cũng nhát gái á cũng thấy tội thấy thương á các bạn bả vừa kêu cút là ông cút thiệt ông cút liền ừ cút liền À, thì khi mà tiểu nhã đang chờ hà hoa lúc mà hà hoa tới dĩ nhiên hai anh kia cũng đi theo năn nỉ đồ các thứ vẫn còn tiếp tục năn nỉ hà hoa nghe mà nhức cả đầu luôn ấy khi mà hà hoa tới bàn ngồi hai anh kia cũng tới bàn ngồi luôn thì khi mà hà hoa nhìn thấy hồ lô thì cũng kiểu bả cục xúc lắm các bạn bà kia kiểu... nhưng mà khi mà bả nhìn thấy diêm um, ấy diêm, diêm dương nhất á thay đổi sắc mặt liền kiểu kiểu như thấy trai đẹp với các bạn là bả thay đổi liền á kiểu như là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên liền á kiểu <laughs> Ai đi <đây>? Ai vậy <laughs> Chào anh <laughs> Ô anh là Diêm Nhương nhất hả Hồ lô hả kệ mày <laughs> Diêm Nhương nhất hả Bà kiểu vậy đó các bạn bắt cục xúc với mọi người Mà từ khi khi mà bà thấy anh Diêm là Bà, bà thay nết liền bà thay nết hẳn luôn khi mà hai người kia ngồi nói chuyện thì họ cũng giới thiệu tên tuổi cho nhau hà hoa mới hỏi diêm và hồ lô là tại sao họ lại biết là ở trong cái tấm thớt đó lại có rết và lại có báo vật ở trong đó Họ mới nói là họ là những tay săn báo vật chuyên nghiệp mà, cho nên nhìn là biết liền. Một cái tiệm bán thịt lợn thì thường là sẽ có ruồi bọ nó bâu xung quanh nhiều lắm, nhưng mà cái tiệm đó lại sạch sẽ, không hề có con ruồi nào nó bâu hết. Đã vậy cái tấm thớt chặt thịt là cái thớt á là cái tấm thớt chặt thịt đó là thường xuyên dính mỡ nè. dính máu mà đặc biệt cái tấm thớt đó là rất là sạch sẽ không hề có mỡ bám ở trên và tất cả máu đều thấm vào trong cái tấm thớt đó thì đó là, là một cái điều bất thường rồi còn gì vì vậy cho nên sẽ có một cái bấu vật nó ẩn ở bên trong cái tấm thớt đó cái viên ngọc nó nằm ở trong cái con rết đó lại là hút hết tất cả những cái tinh hoa của cái con rết đó à, Với cái gì mà vạn vật tương sinh tương khắc ngũ hành rồi vận hành như thế nào đó nói chung là cái viên ngọc đó tên là ngọc tránh gió à, nó sẽ có tác dụng là xua đuổi côn trùng gây độc thôi chứ ngoài ra là cũng không có gì đáng sợ hết và ngọc tránh gió nó giống như là mình đẩy tới đâu thì không khí gió nó sẽ tản đi tới đó, nó gọi là ngọc tránh gió. Thì khi mà giới thiệu tới đó rồi, bà Hòa Hoa bà vẫn không chịu trả lại viên ngọc các bạn. Nói chuyện sau Hà Hoa và uh, tiểu Nhã đứng dậy và đi chỗ khác để lại hai người này ngồi đây. Diêm với lại Hồ Lô mới nhìn nhau nói là thôi. Tùy duyên đi giờ viên ngọc đó cũng không phải thuộc về tụi mình thôi bỏ đi, tụi mình chuẩn bị rời khỏi trấn. Thì khi mà nghe tới đó, anh Dương uh, Dương Bốc Phét á, anh nó từ bên bàn bên kia anh phóng qua, anh nói là trời ơi trời Hồi nãy tôi kể cho hai người nghe biết bao nhiêu là chuyện rồi mà bây giờ vẫn muốn rời trấn hả? Hai người này kiểu, ủa nãy giờ anh đâu vậy? <laughs> anh Dương kìa, tôi ngồi ở bàn bên kia kìa. Mà do hai anh nói chuyện nhiều quá, bốc phép nhiều quá cho nên nó không thấy tôi. Ông là người bốc phép mà ổng kêu người ta bốc phép đó các bạn. Anh Dương, anh nhìn hai người này, anh lại nói tiếp bây giờ không tin đúng không? Ngồi xuống, kể chuyện tiếp cho nghe nè. <laughs> xin lắm các bạn, xin kể chuyện lắm. Diêm và Hồ Lô nói là mấy cái chuyện đó là mấy cái chuyện nhảm nhí thôi, mấy người không có tin đâu, mấy người họ đi nhiều nơi rồi, nghe nhiều chuyện rồi có bao giờ gặp đâu mà tin. Anh Dương rồi mới nói là vẫn không tin, Hồi nãy lúc mà tôi với mấy người gặp cái ông điên nhớ không? Nhớ cái ông điên hồi nãy ông có chạy ngang qua không? Ông điên đó là người đã gặp ma ở ngay miếu bà bà. Nhưng mà ông là cái người hên đó. Chưa có ai đi ra khỏi miếu bà bà mà còn sống sót đâu. Cái con đường mà rời trấn á, là phải đi ngang qua cái miếu bà bà. Hai anh mà đi ngang qua đó là mất mạng như chơi. Rồi anh Dương lại kể chuyện của cái ông điên đó. Cái ông điên đó có tên là Lưu. Người ta hay gọi là Lưu Điên. Cái năm đó là ông Lưu này ông chưa bị điên Ông là một cái người nông dân bình thường thôi Bữa đó ông đi làm về cũng khá là muộn Mà xui một cái là bữa đó tự nhiên mưa quá trời luôn Không chỉ mưa nữa mà sấm giật đung 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 Sấm chớp liên hồi Ông cứ hoảng sợ ông chạy về Thì lúc đó ông chạy ngang qua miếu bà bà Mà bữa đó họ sấm chớp ghê lắm Ông cũng biết mấy cái lời đồn về miếu bà bà là Miếu bà bà ma không mấy chổng á Đi vô đó là bị ma dọa rồi Hoặc là vô đó bị cái gì ghê lắm Đi vô là người ta có một cái câu nói là người sống không đi vô miếu bà bà ổng biết cái điều cấm kỵ đó chứ nhưng mà bữa đó mưa quá ổng chạy mà đường trơn trượt té chạy 10 bước té hết chín bước rồi đó các bạn cái lết cái lết đi được tới miếu bà bà đó mà đã dậy bên ngoài sống chớp đánh đi đùng nữa các bạn cũng biết mà trời mưa mà sấm chớp là không có nên đứng ở dưới gốc cây bởi vì sống chớp xét đánh bất cứ lúc nào mình ở dưới gốc cây là mình bị đánh trúng mình không bị đánh trúng cũng bị cây đè chết nữa gió trong giật cây nó nghiêng ngã thấy ghê lắm y như là muốn lực nó muốn xô đẩy ổng đi vậy đó mà có một cái chỗ để tránh mưa thôi lúc đó là miếu bà bà thành ra ổng dùng hết tất cả mọi sự can đảm của ổng để mà ổng chạy vô miếu bà bà ổng trốn mưa khi mà tới miếu, ông cũng quỳ, ông cũng lại Ông cũng xin là chỗ cho con trốn mưa Trốn mưa bữa nay thôi, rồi con sẽ rời đi à, Đừng có hù dọa con Đừng có nhát con, các thứ Nhưng mà lúc mà nhìn lên trên miếu bà bà mình thường các bạn nghe miếu thì phải thờ bà Thờ ông, hoặc là thờ thần đó Một cái vị thần nào đó đúng không Nhưng mà miếu bà bà này lạ lắm nha Khi mà đi vô miếu bà bà Thì có một cái bục để thờ Trên cái bục thờ đó cũng có một cái bức tượng Nhưng mà bà 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 này nè, rất là lạ đó là tượng của một người phụ nữ Được che kín mặt Bà bận một cái áo choàng rách rưới Choàng và có cái nón Che phủ cái gương mặt của bà Chỉ thấy một cái phần mũi Một cái góc miệng hở ra một xí thôi Và thấp thoáng Trong màn đêm khi mà xét cứ đánh đi đùng như vậy á Ẩn hiện á Thấy cái gương mặt Ở dưới cái áo choàng đó trắng bệt Là cái, cái bức tượng thờ là như vậy Ngồi mà rủ người xuống như thế này, lặng lặng trong đêm tối ở trong cái miếu đó. Thế là lão Lưu lúc bấy giờ mới quỳ lại Rồi cũng cứ cầu mong cho trời mau tạnh mưa để rời đi Nhưng mà trời nào có chiều lòng người Mưa vẫn không tạnh Nhưng bụng của ổng thì cũng bắt đầu dậy sóng Đó là ổng mắc ia Ổng mắc ia các bạn à Ổng không phải là mắc tiêu mà ổng mắc ia Mà bây giờ đi ra ngoài không được Ở ngoài là mưa xung quanh là làm sao mà đi được Thành ra quất ngay miếu luôn Ông canh, ông kiếm một cái góc của miếu á các bạn Ông chung vô ngay góc đó ông đi luôn Chịu hết nổi rồi không yêu không được thế là, là ổng ngồi xuống ngay đó và ổng yêu mà yêu thì bình tâm mà yêu đi đừng có phân tâm tập trung mà yêu đi nhưng không ổng vừa yêu ổng vừa nhìn lên chỗ cái cái bức tượng của bà bà các bạn thì ổng lại có cảm giác giống như là bà đang nhìn ổng vậy đó có cảm giác như là bà cứ mỗi một lần ổng nhìn lên là bà xoay qua một một xí rồi mỗi lần ổng nhìn lên thì bà lại xoay qua một xí cho tới khi mà ổng không dám nhìn nữa ổng cứ nhìn chăm chú ở dưới đất vậy nè thì ổng lại thấy từ ở ổng đang ngồi chùm hổm để ổng yêu mà thì ổng thấy từ dưới khoảng không á ở dưới hai chân của ổng thò ra thò ra hai cái bàn cái bàn tay như thế này hai cái bàn tay như thế này một bàn tay á thì có một cái sắp giấy màu trắng và một bàn tay thì có một cái sắp giấy màu đỏ thò ra từ dưới chân của ổng đưa lên mà cái bàn tay trắng ở các bạn cầm hai sắp giấy đưa kêu muốn giấy trắng hay giấy đỏ ông ớn cái bảo ông sợ rung người luôn á kiểu bất động ngồi đang ngồi chậm hở mà ngồi bất động luôn á không dám nhúc nhích luôn cái tiếng nói nó cứ vang lên Muốn dậy trắng hay giấy đỏ Muốn dậy trắng hay giấy đỏ muốn giấy trắng hay giấy đỏ. Đỏ. đỏ cứ vậy đó các bạn ông rung quá ông sợ ông hỏi vì giấy trắng thì 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 sao mà 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 giấy giấy đỏ được đỏ thì thì sao Cái giọng nói đó lại vang Thì sa đỏ thì ba ngày sau sẽ chết. Còn giấy trắng thì năm ngày bà vừa mới nói tới đó xong rồi một chàng cười vang lên ổng liền nhìn tới ngay chỗ cái bức tượng của miếu bà bà ngay chỗ bức tượng của bà bà ấy, các bạn không thấy ai ngồi trên đó hết không thấy bức tượng đâu hết thấy cái bục trống trơn à thế là sau đó người ta nghe thấy tiếng ta la thất thanh phát ra từ miếu bà bà thì ổng xách đích xách quần chạy ra bên ngoài khỏi miếu bà bà đó các bạn và sau ngày hôm đó là ổng dở điên dở khùng luôn nghe nói là hình như người ta phát hiện ra ổng té sắp mặt ở trước Trước miếu, ổng chạy ra khỏi miếu rồi ổng té một xíu ở đó, rồi có người đưa ổng đi về chỗ tiệm quan tài á để mà coi coi là ổng chết chưa rồi sau đó để cho Tam cô làm cho ổng cái quan tài để chôn, nhưng mà lúc đó ổng chưa chết. Tam cô mới cứu ổng bởi vì Hà Hoa chính là con gái của ông Lưu Điên á các bạn. Mà Hà Hoa bây giờ đang là đệ tử của Tam cô. Thành ra Tam cô cũng dù gì đi thì ổng cũng là cha của con nuôi của mình á. Cho nên bà Tam Cô bà mới cứu cái ông Lưu này mà tuy là cứu sống được nhưng mà ông Lưu ông cũng bị điên luôn. Từ đó trở đi là ông dở điên dở dại, cứ chạy vòng vòng xóm phá phách vậy đó. Rồi ai cho gì ăn nấy, thấy cũng tội lắm. Thì khi mà Diêm và Hồ Lô nghe tới đây, hai người họ cũng bắt đầu ớn, ớn lạnh rồi. Muốn rời khỏi đây thì cũng phải đi ngang qua miếu bà bà, như vậy là rất là nguy hiểm. Họ mới thắc mắc họ hỏi là, như vậy miếu bà bà tại sao lại tà, tà đạo như vậy? Nguyên nhân vì sao? lại có một cái miếu đó phải có ai lập miếu mới mới có miếu bà bà chứ đúng không tự nhiên lập cái miếu chi rồi có nhiều chuyện quỷ dị xảy ra thì anh dương anh lại kể tiếp anh nói chứ trời ơi cái gì cũng phải có đầu có đuôi á có nguyên nhân hết á chứ không phải tự nhiên mà tự nhiên có cái miếu bà bà đâu nghe nói là ngày xưa lâu lắm rồi cái thời mà còn cái ông trưởng trấn cũ nghe nói là có một cái gia đình nó giàu lắm giàu có trong trấn bị cháy và trẻ lớn bé gia nhân gì ở trong cái nhà đó bị cháy Bữa đó là lửa cháy phần phần luôn Thì có một cái bà đó Bà không biết là Bà gọi là mọi người gọi bà là bà già thôi Mà không biết đó, bà là cái gì ở trong nhà là không Chắc không phải là người làm đâu mà là Mà là cái bà gì cũng lớn lớn ở trong nhà Bà đi đâu đó mà lúc bà về là nhà đang cháy Bà không có ở trong nhà Bà mới kêu mọi người là đi vào dập lửa cứu gia đình bà giới hình như là gia đình bả bả kêu mọi người dập lửa cứu cái gia đình cái nhà của bả nhưng mà mọi người xung quanh xúm lại coi thôi chứ mọi người không ai giúp hết là mọi người kiên kỵ kiểu không thích nhà bà này hay sao mà không ai giúp hết bà mới khóc lóc thì có ông trưởng trấn cũ ở đó bà đi tới bà quỳ lại ông trưởng trấn cũ là kêu mọi người giúp bả giới giúp nhà bả giới à, cứu nhà bả giới và trẻ lớn bé gì ở trong đó hết trơn á cứu mọi người với giúp dập lửa đi ông trưởng trấn cũ vốn dĩ là ông rất là ghét cái nhà đó Thành ra ông cũng ngó lơ luôn, Ông cũng không giúp mà người dân trong làng cũng không ai giúp hết. Thế là bà mới nhìn hết tất cả những người dân trong làng rồi bà nhìn ông trưởng trấn cũ á, bà mới nói là tôi nguyền rủa hết tất cả mọi người ở đây. Sống chết đều ở trong trấn này, không bao giờ bước ra khỏi trấn nữa bước. Tôi nguyền rủa ông trưởng trấn, ông nói chung là bà nguyền rủa hết tất cả mọi người, sau đó là bà lao vô trong cái biển lửa. Bà chết cùng với người nhà của bà luôn. Thì sau khi bà chết tức chết tử như vậy Mọi người bắt đầu thấy quỷ sự xảy ra à, Đầu tiên là cái ông trưởng trấn Sau cái chết của bà và gia đình của bà Thì qua ngày hôm sau Ông trưởng trấn ông đi săn Ông cưỡi ngựa ông đi săn Ông đi á thì nguyên người Nhưng mà lúc về còn có nửa người à các bạn Còn có nửa cái mình Còn có cái mình trở xuống thôi Cái đầu đâu bị chặt mất tiêu Và cũng kể từ khi ông trưởng trấn cụ ông chết thì cái ông trưởng trứng mới bây giờ là ông Tam Gia Ông mới lên à, ông mới làm trưởng trấn và giúp đỡ cho mọi người và cũng kể từ đó là tất cả những cái chuyện quỷ sự bắt đầu xảy ra mọi người đều nói là do cái bà già năm xưa bả nguyền rủa cả làng này và sau đó là mọi người mới xây cái miếu để thờ để thờ bả để cho bớt những cái quỷ sự xảy ra à, đó, nói chung là đang kể chuyện như vậy thì tự nhiên ở ngay cái góc bàn bên cạnh có một cái ông già ông nói là tàu lao làm gì ba có ba cái chuyện nhảm nhí này xảy ra trong trấn tao là tao không có tin mấy cái chuyện ma quỷ rồi đó thì cái ông mà nói như vậy là các bạn cũng biết là trong xóm có ai Anti mạnh mẽ ai có ai mà kiểu như là ghét mấy cái chuyện mà tâm linh như vậy đâu là ngày xưa có ông ông thầy lưu tu nhân á là cái ông mà ông thầy giáo mà ông bị chết cắm đầu xuống dưới đất ông chết á là ông ghét rồi ông kiểu như là tạo ra cuộc cách mạng kêu mọi người là đừng có tin vào những cái chuyện ma quỷ đó thì cái ông già mà ông vừa mới nói á là chính là cha của cái ông thầy giáo đã chết đó gia đình của ổng là về nhà nho về thầy giáo mà ổng đâu có tin mấy cái chuyện ma quỷ từ đời cha tới đời con không tin và ổng luôn ủng hộ con mình là không có chuyện đó không có những cái chuyện ma quỷ và ổng ủng hộ con mình là phải làm nên cuộc cách mạng cuối cùng thì con ổng chết cái anh dương bốc phét ảnh mới nói chứ ông quên là con ông chết làm sao rồi hả vừa mới nói tới đó thôi ông thầy này ông tức quá ông cầm nguyên ly nước tạt thẳng vô mặt anh dương luôn ông nói là cả đời tôi chắc chắn sẽ không rời khỏi thị trấn này rồi Bởi vì tôi sống ở đây, chết ở đây, không rời đi Nhưng không có nghĩa là tôi tin là có những cái chuyện quỷ dị xảy ra khi mà có người nào đó muốn rời trấn Sống ngay thẳng, chết ngay thẳng Sống ngay thẳng thì không có sợ nửa đêm ma quỷ gõ cửa Có ai á, giả ma, giả quỷ, giả thần, giả quỷ á, thì sớp buồn gì cũng trả giá thôi Chứ còn tôi là tôi không có tin Anh Dương này nói chứ Ủa mà sao giờ này ông còn ở đây Ông còn chưa đi tới chỗ cái 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 tiệm bán quan tài để chửi động lên hả? à đúng rồi là lão lả lã nha các bạn xin lỗi hồi nãy giờ bắp nói lộn thành lão lưu bởi vì lã tu nhân lã tu nhân phải lại lưu lưu nghe nó nó vần vần sao không biết tự nhiên bác, tự nhiên bắp lại nói ổng thành lão lưu bởi vì ổng là cha của ông thầy giáo lã tu nhân thì ông này là ông lã mọi người gọi ổng là ông lã anh dương mới nói là sao giờ này ông còn chưa đi qua chỗ cái tiệm quan tài để chửi đổng lên ổng nói chứ sắp rồi đó giờ, giờ tao chuẩn bị đi nè mỗi ngày ổng đều có giờ rất là ăn giờ nào uống giờ nào uống chè đàm đạo hoặc là đi đánh cờ giờ nào rồi cũng có một cái giờ nhất định là hễ tới đúng cái giờ đó ổng bắt cái ghế đi ra đứng trước cửa tiệm quan tài rồi ổng chửi ổng chửi cái đồ mê tín gì đó ổng chửi ổng chửi đá đời ổng chửi chập xong rồi ổng bắt cái ghế ổng đi về là ngày nào cũng như ngày nào hết ai cũng biết lịch trình của ổng là như vậy rồi à ổng mới nói với hai cái anh mới tới làng á là muốn rời đi thì rời đi đi không có ba cái chuyện quỷ quái đó đâu rồi ổng chỉ đường cho đi nữa nha các bạn ổng chỉ đường là muốn rời trấn á là cái đường nào đi tới cái miếu bà bà đi ngang qua miếu bà bà đó đi đường nào để à, rời khỏi thị trấn thì ổng chỉ đi hết ổng chỉ rồi sau đó là ổng đi về à, ông lã này là hồi xưa tới giờ là ổng sinh đẻ là ở đó rồi cho nên ổng không có muốn rời trấn nhưng mà không có nghĩa là ổng tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan giống như ổng nói đó là ổng không tin cho nên là đừng ai nói ba chuyện nhảm nhí đó với ổng sau khi Diêm và Hồ Lô đã nghe hết tất cả những cái quỷ sự ở trong trấn, rồi nghe luôn cả những cái suy nghĩ của cái ông lạ hồi nãy á, thì họ cũng đâu có tin là có ma đâu các bạn. Những cái chuyện quỷ sự nghe thì giống như là dương bốc phét, thì giống như là ổng thêm móng, thêm muối kể chuyện nghe cho nó hấp dẫn thôi. Chứ trên đời này làm gì có ma có quỷ. Họ cũng là những cái người chuyên đi săn báu vật. Biết bao nhiêu lần họ đã phải đối mặt với xác chết, đối mặt với người chết, điêu trộm mộ cũng có nữa. Có bao giờ gặp ma đâu tự nhiên trong trấn này nói vậy đâu họ đâu tin thế là họ quyết định trong đêm đó hai người họ sẽ cùng với nhau rời trấn và đi tìm một cái nơi khác để tiếp tục săn báu vật và Bác sẽ tạm dừng tập của chúng ta ngày hôm nay tại đây thôi. Liệu họ có thành công rời khỏi trấn hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà bằng cách nào và họ đã gặp những cái quỷ sự gì ở bên trong cái khu rừng đó? Cũng như là liệu tất cả những quỷ sự xảy ra trong trấn này là do ma hay là người gây ra? Bởi vì nghe những cái câu chuyện quỷ dị á thì có vẻ như nghe nó rất là hay đúng không? Nhưng mà nó không có hợp lý. Nó đâu có thực sự hợp lý với một cuộc sống bình thường. Ma quỷ có thật sự giết được con người hay không? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem vào tập ngày mai, tập cuối của truyện ma Bắp kể, truyện quái dị trấn âm dương phần 2 vào ngày mai. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.